Để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em có đến đây để em ghi hình đăng bán giùm cho anh này một cái đôi bò, một đôi bò cái xin ha, đôi bò cái xin lứa khoảng 8 tháng tuổi, và đôi bò này hiện đang có giá là 34 triệu nè. Đó, mình nhìn thấy vàng chân móng nè ha, dậu rúng nè ha. Sái tích thì của hai con thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Cặp này có giá 34 triệu, giá cực kỳ yêu thương nha. À, cô chú anh chị và các bạn nào cảm thấy ưng muốn mua. Cái này là lông vàng chứ không phải là lông trắng nha. À, dè. Dè nữa, đi tới đâu cũng bị dè cắn. Lưng đây hai con nữa nè, để bắt cho. Dè. Bị dè cắn ha. Đó, cặp này có giá là 34 triệu nha. Bò này khoảng 1m15 bò. Hai con vàng rúng yếm, lạt phạt, chân móng sò ha. Rất phù hợp túi tiền để cho bà con cô bác chúng ta có thể chọn lựa. Bò này vàng xương ghê. Con này vàng xương kịch cộm nè. Đó, con này thì hơi bị dè chút. Trời ơi, cái dè này cắn tội nghiệp bò ghê không ta. Ồ dè. Để tao bắt dè cho. Bên. Đó, chú anh chị các bạn thấy không? Bò này vàng xương đã dữ lắm, chân móng. Kịch cộm không? Rúng nè. Cặp này giá 34 triệu, sái nghiêm chỉnh luôn, cái lưng. Mặt mày thì khỏi chê. À, cô chú anh chị và bạn nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em ha. Bò này. Vàng lưng cấp mình khỏi chê luôn ha. Con này bò màu bánh mì. Chân móng sò. Chân móng rất là tốt. Đúng yếm. Con này hình như là nó bông cổ sao. Nè, con này nó bông cổ nha. Chú anh chị các bạn chúng ta coi cho kỹ nha. Em bán cho bà con cô bác anh chị thì chúng ta nên nhìn cho kỹ video của em. Bông cổ nè, nó có một chút xíu giảm giá em cũng phải nói. Tại vì em bán trên đây là bán online. Cô chú anh chị các bạn không có đến coi được thì bắt buộc một điều là phải chính xác từng cái salon của nó luôn. Ha. Em không có lừa gạt ai hết trơn. Em bán này là em bán giùm, bò không phải là của em. Bắt buộc một điều là phải rõ ràng. Rúng nè, thấy không? Rúng chèn, hai con rúng chèn hết nha. Cặp này 34 triệu, bò này khoảng 1m15 bò. Bò này khoảng tầm 7 tháng bò. Đó, của chú anh chị bạn nào nhắm mình mua được thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em. Đây, bò này nó cũng phù hợp túi tiền với mọi người thôi. Những anh, những chị, những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng á thì chúng ta có thể chốt được đồ bò này, ta mua về chúng ta nuôi phát triển kinh tế ha. Đó, bà con cô bác anh chị chúng ta nên lựa chọn những cái con bò giống mà phù hợp túi tiền với mình để chúng ta có thể nuôi để phát triển kinh tế. 34 triệu thì mấy anh mấy chị mấy cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng á thì chúng ta có thể mua về mình sáng mình vẫn đi làm được, ban ngày mình vẫn đi làm công việc chính của mình được, sáng mình chịu cực mình dậy sớm chút xíu 30 phút thôi là mình cho nó ăn 30 phút xa quá, 30 cho nó ăn khoảng 15 phút, còn 15 phút sau á mình dọn vệ sinh cho nó ha, thì mình vẫn đi làm công ty được, mình vẫn tạo ra nguồn thu nhập chính, mà hai con bò này vẫn tạo cho cô chú anh chị của bạn được cái nguồn thu nhập thụ động ha. Đó, những anh những chị những cặp vợ chồng chúng ta có thể mua đôi bò này 34 triệu chúng ta về nuôi 2 năm sau thì nó sẽ được 4 con, nó sẽ được 4 con bò. Đó, hai con bò này, hai con bò tơ lứa nha bà con cô bác. Những anh, những chị, những cặp vợ chồng chúng ta có thể lựa chọn đôi bò này, giá chỉ 34 triệu thôi. Cực kỳ yêu thương nha, cặp bò này. Đó, lưng dai đùi đít, chân móng sò cầm thì đứng thẳng. Khi mà chúng ta nhận bò thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán luôn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Sẽ được kiểm tra bò trước khi thanh toán. Đó là những cái hình thức mua bán công khai minh bạch rõ ràng, khỏi sợ buồn phiền hay mến lòng ha. Bà con cô bác anh chị em nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, cái số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt được hai con bò ở đây. Hai con bò ở đây là hai con bò Bosin tơ lứa khoảng 7 tháng tuổi, chân móng vàng xương của con này lớn nha. Đó, đúng ra thì bà con cô bác anh chị chúng ta mua đôi bò này về, mình thấy cái tình trạng ăn uống của nó không, rất là ok luôn ha. Khỏi sợ bệnh hoạn, khỏi sợ này kia. Khi mà chúng ta mua bán, chúng ta sợ bò về nó không ăn. Em nói thiệt,
Mình biết sao không? Tại vì nhiều khi á, con bò nó đi đi xa. Thứ nhất, nó mệt. Thứ nhì, về nó lạ chồn thì đâm ra nó sẽ ăn chậm. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cũng đừng có lo ha. Cái tình trạng này là em gặp hoài à. Tại vì con bò nó đi xa nó mệt. Nó đi xe, nó sóc xe nó mệt đó. Nên bà con, cô chú, anh chị, các bạn chúng ta khỏi sợ. Về, mình thấy cái tình trạng ăn uống của nó không? Con này thì con ngay mắt nó có hơi có chút xíu, nó màu trắng nha. Nó điểm mi chút nha. Đó, nhưng mà bò này giá này cực kỳ yêu thương. Cặp này có 34 triệu. Bà con, cô bác, anh chị nào cảm thấy ưng, muốn mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em để trong hình. Rồi bây giờ anh lại đo thử chiều cao cho bà con, cô bác chúng ta ước lượng ha. Bò này chiều cao nó khoảng 1m15 bò tại phía sau khu ha. Chắc cú luôn. Bò này 1m16 nha. Còn con bên đây là 1m2 luôn á. Bò bên kia 1m2, còn con trước mặt của chú anh chị của các bạn là 1m16. Đó, nãy giờ đem báo giá và ghi hình cận cảnh những hình ảnh để cho bà con cô bác chúng ta có thể chọn lựa rồi ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.